Đến với kiểu âm trên kinh ở cái video này thì hôm nay chúng ta sẽ không nói đến võ học với các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu mọi người cái kỹ năng sống ở trong cái game này. Kỹ năng sống ở trong cái game này thì nó phải gọi là cực kỳ đa dạng chứ không phải đa dạng. Đấy. Thì là nếu tôi không nhầm thì khi các bạn đạt đến tức là nội công 1 đạt cấp 5 ấy, sơ môn suy khính ấy, cái gì ấy, sơ môn suy kính ấy thì các bạn có thể đi học nghề. Thì học nghề thì các bạn có thể đến thôn này hoặc đến thành đều có NPC để học nghề nhé. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ở đâu các bạn ấn Y nhá, các bạn ấn Y thì đây nó sẽ ra thì các bạn sẽ thấy kỹ nghệ này, kỹ nghệ đây. Nó có gồm 1 2 3 4 5 5 nghề canh tác này. Thì là nó gồm có đào khoáng này, săn bắn này, trồng trọt, nông phu và tiểu phu và ngư phu, đấy, câu cá. Thì năm cái nghề này thì các bạn học được cả năm, tức là học được cả năm luôn. Đấy. Tiếp đến là chúng ta sẽ có 6 nghề chế tạo, 6 nghề chế tạo nha các bạn. Thì là có thợ may này, thợ may thì các bạn may phòng cụ ấy, ví dụ như là áo này, gì nhỉ? Áo này rồi quần này. Còn đây là chú sư là các bạn học nấu ăn nhé. Nấu ăn thì trong cái game này nó nấu ăn đấy, cái đồ ăn của nó kiểu như là nó thứ nhất là nó tăng độ no. Đấy, thường các bạn có chế bánh bao này, đấy, thì các bạn sẽ tăng độ no và có thêm cả hiệu quả đi kèm nữa đấy. Nó tăng sinh lực hay bla bla hay là nội lực hay là công đấy. Tiếp đến là độc sư là cũng là chế chế kiểu như là chế ra độc xong là bôi lên vũ khí các bạn, chúng ta đi xác suất tê liệt rồi bla bla đấy. Tiếp đến là xảo tượng tạo ra những cái đây nó cũng có ghi rõ này các bạn, thì là nó sẽ xảo tượng thì nó sẽ chế ra trang ra ra hoa tai này rồi nhẫn này đấy. Còn tiếp đến là thiết tượng là các bạn chế vũ khí, hiểu luôn là các bạn chế vũ khí. Chắc các bạn cũng làm quen với một số game rồi đúng không? Và tiếp đến là dược sư thì nó cũng là nó kiểu như thuốc. Thuốc thì có thể duy trì 2 phút hoặc là duy trì 10 giây tùy. Còn tiếp đây là mấy cái nghề này gọi là cái nghề gì nhỉ? Ở trong game nó gọi là cái nghề gì ấy nhưng mà tôi không biết. Nếu như tôi không nhầm, à quên. 6 cái này thì các bạn chỉ học được một trong 6 cái thôi nhá. Hình như là thấy bảo khi mà cái nghề bạn chọn bạn học ấy bạn lên cấp 10 hay sao ấy, thì bạn có thể học được nghề thứ hai đấy, nhưng mà thấy bảo mất cơ số tiền đấy. Còn cái này thì các bạn hình như là học được một cái thôi, chỉ học được một là cầm, hai là kỳ, ba là thư sinh, còn bốn là họa sư đấy. Còn cái cuối cùng này là cái hành khất và quẻ bói này thì các bạn học được cả hai đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi học nhé. Tôi thì tôi đang ở thiên năng chấn đây, các bạn có thể mở mở lên, ấn mở lên và các bạn có thể đây này, các bạn thấy cái này đấy NPC này đấy, các bạn thấy không đấy, các bạn tích vào thì đây nó có hiện ra cho các bạn đây, ví dụ như đây là họa sư này, đây là khoáng công này, đây là thợ săn này, đây là ngư phu này. Bây giờ tôi sẽ học lần lượt nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học lần lượt, thứ nhất là chúng ta sẽ đi học khoáng công đấy, các bạn ấn vào đây đấy là nó sẽ hiện ra NPC các bạn học khoáng công thì các bạn chạy đến thôi. Đấy. Rất là đơn giản. Cái này thì là đợi tôi học xong thì tôi nói thì nó dễ hơn. Đấy. Các bạn lưu ý nhé, có một lưu ý là học thì học được hết nhưng mà trong năm cái nghề này thì duy nhất là có cái nghề này, tức là nông phu là các bạn không cần phải 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 nạp VIP tức là danh tuấn thì các bạn vẫn có thể trồng được, nhưng mà cái nông phu này nó gồm có trồng trọt và có một cái là nuôi tằm nhé. Nuôi tằm thì các bạn phải VIP thì các bạn mới nuôi được, còn không VIP thì các bạn cứ thử mà xem trượt liên tỏi đấy. Còn đào khoáng này với cả thợ săn này với cả ấy này, cái này cũng đều cần VIP tất đấy, cái này cũng đều cần VIP tất nha mọi người, đều cần VIP tất, đều cần VIP tất. Còn tiếp đến đây là cái sở thợ may thì không cần, thợ may nó là tổ hợp nguyên vật liệu và bàn may thôi. Đấy, bàn may. Cái trù sư này đây các bạn lưu ý có cái độc sư, nếu các bạn học nghề độc sư thì các bạn sẽ có thêm một cái gọi là hái độc dược, hái độc dược. Còn dược sư thì các bạn sẽ có là hái thảo dược, nhưng mà hai cái này các bạn đều phải cần VIP thì các bạn mới hái được đấy. Đây các bạn đến NPC đây, tôi đến NPC khoáng công này tôi học này. Đấy, mất 10 xu. Đấy. Đấy, thế là các bạn đã xong.
Đấy, các bạn làm theo các hướng dẫn thôi. Đây nó có 10 cấp bậc này. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ đâu rồi? Đây cuốc đây tôi sẽ đi đào cho các bạn thử nhá. Đào thử cho các bạn xem. Chỗ này không còn cái ấy nào ở đây. Các bạn ấn về thu thập nguyên vật liệu đây, nó sẽ hiện ra cho các bạn cái chỗ để mà các bạn thu thập, tức là cái bãi bãi đây. Đây là hiện tại tôi con này không có VIP nha các bạn, không có VIP, à, không có Danh Tuấn, chính xác là không có Danh Tuấn. Đấy, không có Danh Tuấn thì các bạn sẽ bị trượt liên tục, trượt liên tục. Đấy. Còn khi có Danh Tuấn thì đấy các bạn thấy không, tức là nếu mà không có Danh Tuấn các bạn thu thập thì trượt liên tục và mất dụng cụ liên tục luôn. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi học tiếp, đó là thợ săn. Thợ săn thì ở ngay đây. Đấy. Các nghề ở trong này nó có cái mối liên quan gọi là mật thiết với nhau nhé các bạn, tức là mật thiết luôn, tức là cái nghề này nó dính líu đến nghề kia, xong rồi nó kiểu như là chéo với nhau ấy, nên là cái nguyên vật liệu cần rất là đa dạng. Các thợ săn thì như ở ngay đây rồi, cha thợ săn ở ngay đây mà. Đây. À không, tôi nhập, sorry mọi người, tôi nhập. Săn đã có cóc rồi này các bạn, đã có cóc rồi này, thợ săn này. Đấy. Tất nhiên là mỗi ngày sau thì nó sẽ yêu cầu các bạn phải mất ngân lượng nhiều hơn. Đấy. Thợ săn chúng ta hôm nay tôi sẽ đi học hết một lượt cho các bạn xem nhé. Đấy. Thợ săn thì các bạn cũng tương tự thôi, các bạn đi giết một cái con kiểu như là con gì đó ở đây, ví dụ ở đây này, tùy từng map nhá, tùy từng map. Đấy, các bạn đi giết mấy cái con kiểu như con động vật ấy, xong các bạn sẽ dùng công cụ và thu thập nó. Đây chúng ta sẽ đi câu. Đây, chúng ta sẽ đi câu, câu mất 10 lượng rồi. Đấy, bây giờ tôi sẽ câu thử cho các bạn nhé. Đấy. Câu thì nó cũng giống như kia thôi các bạn ạ, không có VIP thì các bạn tuột liên tục luôn. Đấy. Bây giờ tôi sẽ giết có con này để tôi làm cái kiểu như là đây này, để tôi thu thập cho các bạn thấy. Đây nha các bạn này. Đấy, các bạn nhặt cái đồ này của nó xong đây các bạn này, là con dao đây, chúng ta sẽ thu thập. Thu thập nhưng khả năng là cũng trượt thôi. Đấy. Đấy, đây, đấy, lần này lại được. Đấy. Đây là chúng ta sẽ được cái này. Đấy. Cái này thì tùy vào ấy, các bạn có đây này, xảo tượng dùng này, nó có ghi cho các bạn này, cái này xảo tượng dùng đấy để chế đồ. Tiếp đến là chúng ta sẽ đi học học làm nông, học nông các bạn. Học nông. Tôi sẽ đi học full nghề. Còn nông và đốn gỗ. À đốn gỗ ở ngay đây. Thì chúng ta sẽ đi học ở đây, đốn gỗ ở ngay đây, tôi nhớ đốn gỗ là PC ở đây, ở đây là PC đốn gỗ ở ngay đây này. Đây là nông phu các bạn ạ, hệ thống nghề trong này thì nó gọi là cực kỳ đa dạng luôn. Tiểu phu đấy. Hệ thống nghề ở đây thì nó đa dạng kinh khủng luôn, nó quá rộng lớn luôn, thề với các bạn, nguyên vật liệu thì nó úi giời ôi luôn. Đây đã học mất 70 lượng rồi. Đấy. Đây bây giờ tôi sẽ đốn củi cho các bạn xem, ấn vào đây thì là nó đây, tất cả nguyên vật liệu này nhá, nó sẽ lên từng cấp bậc, từng cấp bậc. Ví dụ như là ở cái thôn này
thì là cái nguyên vật liệu, ví dụ tôi đốn cây thì nó là cái cây bạch dương, cây có một thôi. Xong là các bạn lên phái, ví dụ như là lên phái các phái thì nó lại là một loại gỗ khác, lên thành tức là lên Lạc Dương hay Tô Châu lại là một gỗ khác, xong rồi ra cái mã chạy ngoại Đài Mạc thì nó là một loại gỗ khác. Đấy các bạn có thể ấn vào đây này, đấy các bạn ấn vào đây này, đấy các bạn ấn vào đây đấy, nó có ghi này, đấy Thiên Đăng Chấn này, Thành Đô này, đường môn thì Bách Mộc này, Nga Mi này, đấy đấy Tùng Mộc này, đấy Lăng Tiêu Thành này, đấy nó có ghi hết cho các bạn nhé. Bây giờ chúng ta đến với gì nhỉ, Lâm Đồng. Lâm Đồng thì không vấn đề gì, Lâm Đồng thì chúng ta có thể ấy được, cũng tương tự như là cái này thôi. Đây ví dụ ở đây thì các bạn cũng có thể ấn vào đây, đây ấn vào đây, quên, ấn vào đây thì các bạn có thể thấy này, Thành Đô ở Đồng Khoáng thì qua Đường Môn này, ở Phái này, đấy. Kim Khoáng ở Lăng Tiêu Thành này, Kim Khoáng hình như là ở đằng Lạc Dương cũng có phải. Các bạn đi là các bạn sẽ thấy, ấn vào đây thì nó sẽ ra mỏ cho các bạn đấy, nó có tên ở đây. Cái này các bạn có thể dung luyện này, đấy ví dụ là từ hai thiết khoáng thì chúng ta sẽ được một thiết đỉnh. Đấy cái gọi là cái chế tạo này, này tức là cái bí gọi là cái sách này thì các bạn mua ở NPC nhé. Đây chúng ta học nông, nông là cái nghề phải gọi là nó rẻ mạt, cũng phải đây 105 lượng đấy. Làm nông thì quá là đơn giản luôn, các bạn chỉ cần một cái cuốc, mua hạt giống ở đây, mua hạt giống ở NPC này đấy, hạt giống đây đấy, rất là nhiều. Các bạn có thể đi đi võ quán hay là đi cấm địa đều có thể có hạt giống đấy. Đây ví dụ tôi sẽ trồng lúa mạch đi, đấy, lúa mạch các bạn mua lúa mạch này. Đấy tôi sẽ mua lúa mạch, các bạn sẽ mua thêm ở đây có nhiều cây lắm, các bạn tùy thuộc vào các bạn làm món gì hay gì thì yêu cầu thì các bạn trồng thôi. Đây là cách làm bột mì này, cách làm đậu hũ này, đây là các bí cách gia công đấy, chân giò này đấy. Thì là chân giò thì cần những cái gì đấy, nhiều lắm các bạn cứ tìm hiểu. Tâu hồ nhỉ, à, sống ở đây tạp vật chúng ta mua cuốc nhá. Còn những cái sảo này này là để các bạn để làm để nuôi tằm. Nuôi tằm thì các bạn ra ngay cái map này này. Đấy, nó có chỗ nuôi tằm này. Để nó chỉ cho các bạn. Ở đây, đây là phân bón, các bạn sẽ mua phân bón. À, mua thuốc trừ sâu. Và đây là thuốc trừ cỏ. Đấy. Đây là sâu. Đây. Chúng ta cứ ấn vào thôi là nó sẽ tự trồng nhá các bạn. Tôi thì tôi không nhớ là trồng trồng cái này thì mất bao nhiêu thời gian, nhưng mà các cây mà cao ấy thì chúng ta sẽ mất điểm thể lực càng nhiều thì thời gian chờ càng lâu. Đấy các bạn có thể thấy này, tất cả các cái nghề này các bạn đều mất thể lực hết, đều mất thể lực hết nhá. Một ngày thì các bạn được bao nhiêu thể lực đây? Như con này của tôi một ngày được 220 thể lực này. Khi các bạn hình như là thực lực cao lên thì là thể lực nó lên thì phải. Đấy. Thì đây nếu các bạn muốn nhanh thì các bạn lại dùng phân bón, cứ dùng phân bón thôi, phun phân bón. Bạn dùng phun phân bón. Ví dụ như cây này thì chỉ cần ba cái là các bạn có thể thu hoạch được rồi. Đấy nó chín rồi thì các bạn thu hoạch. Thu hoạch thì các bạn được vật phẩm. Các bạn được vật phẩm và các bạn được ấy nữa, và các bạn được được đây này, được điểm tâm đắc này. Đấy, điểm tâm đắc này là cấp nghề. Đấy, tâm đắc càng cao thì cấp nghề càng ấy. Mỗi ngày chỉ khoảng mỗi ngày là mọi người chỉ được bao nhiêu điểm tâm đắc thôi. Đấy. Còn cái này này để các bạn khi mà nó ra bệnh trừ sâu hay là bệnh trừ cỏ ấy thì các bạn ấn vào xong là
trừ khử thôi thì cây còn đấy. Đây còn đây là cái ra khu nuôi tằm này thì là VIP cơ. Thì các bạn có mỗi trong mấy cái nghề này này, trong mỗi cái nghề canh tác này thì có mỗi cái nghề nông này thì gọi là mỗi trồng trọt thôi thì các bạn không cần VIP, còn những cái kia thì các bạn phải cần danh tuấn hết, không các bạn không làm ăn được gì luôn đấy. Đây này bị sâu tấn công này, đâu rồi cây bị sâu tấn công đây, tôi sẽ ấn vào sâu và tôi ấn vào cây này, tôi sẽ ấn vào sâu để ấn thuốc trừ sâu đấy. Rồi đấy, thuốc trừ sâu đây là kỹ năng. Đây bị gì đây, tôi không biết bị gì đây. Đây trừ cỏ đấy. Ôi vãi, tôi nhầm rồi đấy. Thế xong bây thế là chúng ta xong 5 nghề canh tác các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ sang 6 nghề chế tạo. 6 nghề chế tạo thì bây giờ các bạn có thể học nghề gì cũng được đấy. Ví dụ như bây giờ tôi sẽ học học chủ sư đi, học chủ sư đi nha các bạn. Chủ sư thì đây, chủ sư đây, đâu ở chủ sư đây, đây chủ sư đâu rồi, học chủ sư tức là tôi học nấu ăn đấy, các bạn ấn vào đây. Đấy, thì đây là PC chủ sư, tôi sẽ vào học luôn và tôi sẽ chế luôn cho các bạn một món, đó là bánh bao. Đấy. Bánh bao đấy, các bạn học chủ sư đúng không, các bạn học chỉ mới 500 xu thôi đấy. Bây giờ để tôi sẽ mua chủ sư thì các bạn sẽ cần một vật phẩm là cái nấu này. Và bây giờ tôi sẽ đồ phổ là tôi sẽ chiếm màn thầu nhá. Đấy, cái màn thầu là cái bánh bao này. Đây này các bạn này, màn thầu này. Màn thầu khác, bánh bao khác nha các bạn. Đấy. Đây này, nó có ghi công dụng của cái thức ăn các bạn chế này. Ví dụ như màn thầu các bạn dùng xong độ no hồi phục 20 này. Còn bánh bao thì các bạn này, 5 giây hồi phục 10 khí huyết, nội lực 8 này. Đấy, duy trì 1 giờ luôn. Đấy. Bây giờ tôi sẽ chế màn thầu này. Tôi sẽ mua một cái bánh bao nữa đấy, tôi sẽ làm cho các bạn xem. Các bạn ấn học nhá. Bây giờ đây này, bánh bao đấy. Để mà chế được màn thầu thì các bạn chỉ cần lúa mạch và lộ thủy. Lộ thủy thì đây, mua ở đây xem có lộ thủy không. Đây lộ thủy đây, các bạn mua một cái đấy. Thì bây giờ tôi sẽ chế màn thầu. Đây, chế màn thầu thì đây các bạn có thể nhận này. Tâm đắc nhận 3. Đấy, nghề nào cũng có tâm đắc nhá. Đấy. Và thể lực giảm 2, tâm đắc giảm 3, thể lực 2 đấy. Các bạn ấn nấu nướng. Thế là các bạn ra màn thầu và đây người chế tác là Thủy Thần Thánh. Đấy. Tôi sẽ chế một cái bánh bao đây, bánh bao này bột mì này, thế nào, tôi xem cần cái gì này. thịt vụn cái này nó lại phải ấy đâu, cái này phải học kỹ năng, cái này là kỹ năng năng săn, gọi là săn bắt ấy. Đấy, săn bắt nhưng mà mình không có view ạ. À. Thôi bỏ thôi. Đấy. Bạn ấy là đủ chế thôi. Đó, bây giờ tôi sẽ đến một cái nghề gọi là đến cái nghề này gọi là cái nghề đéo gì nhỉ? Tôi quên tra cái ngôn ngữ ở trong cái game này nó gọi cái nghề này gọi là nghề gì rồi ấy. Bây giờ tôi sẽ đi học cầm sư đi. Cầm sư thì nói về cái tác dụng của cái bốn cái này, bốn cái gọi là cái gọi là cái lãng tử này thì là cái này này, cầm sư thì là các bạn sẽ thấy khi mà đánh nhau ấy, các bạn sẽ đánh đàn thì nó sẽ có hiệu quả cho đồng đội, và kỳ này thì sẽ có tác dụng cho lập trận tăng hiệu quả. Còn cái thư sinh này với cả cái họa sư này này là để tôi không có cái đấy, để đến tôi xem có thằng nào đây này, tôi sẽ cho các bạn xem xem nào, hoa tulip, xem trang bị này, méo đéo xem trang bị được ở đây rồi, phải thấy người cơ thì nó kiểu như là nó giám định như các bạn, nó giám định ấy. Và cái nghề này này tôi biết nói thế nào nhỉ, đến cái vũ khí các bạn sẽ thấy là sau là cái chủ sư này rồi độc sư rồi tất cả đều có tác dụng hết. Các bạn sẽ thấy tôi không biết phải giải thích như nào nhưng mà nó tất cả cái nghề nó liên kết với nhau. Đấy. Đây bây giờ tôi sẽ đi học đánh đàn cho các bạn xem. Gầy đàn. Gầy đàn.
gầy đàn. Đây cầm sư 80 xu. Đấy, cầm sư. Đấy. Đây các bạn có từng khúc này. Đây là đảo y này đấy. Thì các bạn học và các bạn gầy thôi. Xem nào, tiếp đến chúng ta sẽ đi học hai cái nghề gọi là hai cái. Nếu muốn bỏ nghề, quên, muốn bỏ nghề thì các bạn đây cứ làm theo hướng dẫn, ấn bỏ nghề và xóa thôi. Nó cho chúng ta về mo. Tiếp đến là chúng ta đến quẻ sư đi. Đi học quẻ ạ, tức là mấy thằng thầy bói và mấy thằng ăn xin đấy. Đợt xưa tôi thấy bảo là cái nghề gọi là cái nghề là cái trò hành khất này này, về sau hành khất là cổ phổ hay cái gì bla bla, cái này tôi không rõ mày. Vì tôi cũng chưa chơi đến cấp bậc đấy, tôi chơi cái loại kiểu đấy các bạn thấy đấy. Cái ngựa xem hoa vậy, thưởng thức cảnh vật với cả nghe âm nhạc thế thôi. Đây cây khô héo này. Thường thì mà tôi sẽ làm một hai bác phụ, tôi vào tôi chế bánh bao ăn cho đỡ đói. Đây quẻ đây các bạn học này. Hả? Quẻ thì kiểu như xem bói. Đây. Đây được, chỉ là tu vi được có ghi rõ rồi các bạn. Có ghi rõ cho các bạn đấy. Tiếp đến là chúng ta sẽ đến nghề ăn xin. Đây ăn xin thì các bạn cứ thấy mấy cái bát vỡ này, bát sách này, bát nứt này. Đấy. Ôi mấy ông ăn xin rồi, mấy ông bát sách này. Đấy. Đổi trang bị, đổi trang sách, tương tư suy cái cực điểm quyền. Rồi đây các bạn học hành khất này, 50 xu. Hành khất thì đây nó chẳng có gì, nó có kỹ năng ăn mà nó có đây là sách ra bảo hạp mảnh bách ra. Bách ra gì này, nó hành khất này, đây có kỹ năng này. Mua phát nhá. Này kiếm cái bát thì bát vàng này. Đấy. Vậy thử cho các bạn xem, túi đầy không thể mua rồi. Đây là bàn của mấy thằng thầy bói. Đấy, sao? Một ván này, ta mua một cái bát này. Đây này. Đấy. Thì các bạn học vào là các bạn sẽ trở thành một IC chính hiệu. Hả? Này. Cái kiểu này như là đây, kỹ năng này, khiến địch bất động 5 giây này đấy. Ăn xin đấy. Đấy thế là các ở video này mình đã hướng dẫn cho mọi người cái tức là giới thiệu qua cho mọi người các cái kỹ năng sống ở trong game này này. Đấy. Để mà làm giàu như mình biết ấy, thì là anh em hay học cái gì đúng không? Thì là tôi thấy là anh em hay học chế vũ khí, xảo tượng và thợ may. Đấy, anh em đầu tư xong là lập cái bệ, xong rồi nguyên vật liệu chẳng phải mất mấy đích ấy. Đấy, gian đùm ra được mấy đồ ngon thì bán mấy đích. Không thì cũng lỗ vốn, cũng không khác gì một vàn cá cược các bạn ạ. Đấy. Kiểu như là các bạn chế đồ ra đủ ngon thì ăn tiền, còn không thì vẹo thôi. Đấy. Còn để mà nói chủ sư và độc sư với cả dược sư thì nói thật là nó cũng chả biết phải dùng ngôn ngữ như thế nào các bạn. Đấy. Hầu như là sau các bạn sẽ thấy là sẽ có mấy tay to ấy. Họ sẽ làm mấy con cờ lô chỉ để chế dược hoặc là độc, hoặc là chủ đấy cho anh em trong bang, để khi mà vua bang hay là truy sát lại anh em họ chia cho mọi người thôi đấy. Còn để mà làm giàu thì tôi thấy mấy thằng cha tay to toàn làm mấy cái nghề chế đồ này này đấy. Đó
Mọi người lưu ý nhá, nếu mà các bạn muốn lấy đồ này thì nên nạp danh Tuấn này. Các hệ thống này trong này nó liên kết rất chặt chẽ với nhau, nói chung nó đa dạng lắm, quá đa dạng luôn, có nhiều cái gọi là nguyên vật liệu tôi không biết kiếm đâu luôn. Ở video sau thì khả năng là chúng ta sẽ một ngày đi, một ngày gọi là một ngày gọi là làm tâm đắc, đấy, full tâm đắc, đấy. Gọi là cày nghề.